Alo 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 xin kính chào quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu được coi là khai xuân trên sân Football Arena của Trần Nguyễn và Bất Động Sản. Hoàn toàn có thể sẽ là một cú đá thẳng với khả năng rút phạt rất tốt của Thanh Maluda. Một tình huống hứa hẹn đầy sóng gió với Sang Văn Đường Sa. Thanh Maluda không vào. Pha bay người quá đẹp của Sang Văn Đường Sa. Và một lần nữa thì chúng ta thấy được tài đá phạt của Thanh Maluda. Maluda dù cho đó là một ý tưởng tương đối sáng của Quốc Việt. Xuân Trường. Xuân Trường dứt điểm vào. Một cú đá bóng đập vào mép dưới của Sang Ngang. Không còn cơ hội cản phá cho Sang Văn Đường Sa. 1-0 cho Tiến Khoa. Cú đá quá tốt của Xuân Trường. Bóng đập mép lưới của Sà Ngang. Quá nhanh, vừa căng vừa nhanh. Và cả độ khó nữa. Quốc Việt. Thanh Maluda. Tiến Gan Tê thì như một cỗ máy ở khu trung, ở khu vực giữa sân. Khu trung tuyến mà có Tiến Gan Tê thì vẫn như ít khi phải lo lắng. Nandisaka bắt bài sai rồi. Tadibaria. Hơi đáng tiếc là Thành Nhân lại là một tác nhân để mang về bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Tiến Khoa. Tadibaria thì không thể đánh bại được Sang Văn Đường Sa, nhưng vô tình thì số 4 của Trần Nguyễn đã phản lưới nhà. Hơi đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi. Dường như là việc chơi cùng nhau quá nhiều khiến cho Sang Văn Đường Sa luôn đoán được ý tưởng. Thành Maluda quá hay, bắt gọn quả bóng trong một tình huống như vừa rồi. Lực đá rất căng của Thành Maluda, nhưng phát sang Van Der Sa thì ôm gọn trái bóng rất gọn gàng. Tùng Hunter đầu gia tăng sức ép nhiều hơn và cũng đã bắt đầu tạo ra được những cơ hội đáng chú ý hơn. Nambisaka pha phối hợp trong phạm vi hẹp. Hiền Toure quá hay. Thành Nhân vào. Một pha triển khai tốt của Trần Nguyễn, đường truyền của Hiền Toure và động tác xử lý của Thành Nhân thì vẫn rất khéo, dù cho là khoảng trống là không có quá nhiều. Tùng Hunter cũng thừa sự kinh nghiệm để đoán được ý đồ đó, nhưng Thành Nhân thì nhanh hơn một nhịp so với pha xử lý của Tùng Hunter. Tỷ số 1-2 cho Trần Nguyễn. Xuân Trường, Trần Nguyễn nắm được khu vực giữa sân. Ây à, rất tốt. Thanh Maluda xử lý hay. Vẫn Thanh Maluda, tài đi Maria. Tài đi Maria, Thanh Maluda rất nhịp nhàng. Quốc Việt quá đẹp. Quá đẹp trong pha phối hợp vừa rồi của Tiến Khoa. Một pha phối hợp như PlayStation. Tài đi Maria, Thanh Maluda và Quốc Việt là người dứt điểm cuối cùng. Một cú chạm nhẹ đẩy bóng xuống vị trí của Quốc Việt đang di chuyển lên. Rất vừa lực của Thanh Maluda và 3-1 cho Tiến Khoa. Pha phối hợp quá nhuyễn của đội bóng áo vàng. Long đeo bỏ. Long đeo bỏ. Thanh Maluda. Đường truyền về rất nguy hiểm. Tiến Can Tê quá hay. Tiến Can Tê như một cỗ máy, quá nhanh và cực kỳ nguy hiểm. Tiến Can Tê đã có bàn thắng sau một đường truyền về sai lầm của cầu thủ bên phía Tiến Khoa. Tiến Can Tê quá nhanh, đoán được ý đồ và vượt qua cả Tùng Hunter. Siêng xin vào. Chưa có thêm bàn thắng ở hiệp đấu thứ hai. Và có thêm một bàn thắng, tỷ số thì vẫn đang là 3-1 cho đội bóng áo vàng. Tài đi Maria. Rất nguy hiểm, quá đẹp. Pha vùng chân tuyệt thay của Xuân Trường. Lại một cú đá tung lóc lưới của số 3, cú đúp của Xuân Trường trong trận đấu này.
Pha dứt điểm quá bén từ Xuân Trường. 4-1, 4-2. Tỷ số 4-2 cho Tiến Khoa. Cú đá rất khó. Hiền Touré, Hiền Touré, Thành Đông nhả lại rất hay. Tiếp tục là siêu xuất sắc của Togata, nhưng cuối cùng thì Nabi Saka trong pha đá bồi đã thành công. 3-4, khoảng cách rút ngắn xuống còn một bàn. Tùng Hunter đã không thể cứu thua thành công sau tình huống dứt điểm của Nabi Saka. Hiền Touré thì đã không thành công ở nhịp đầu tiên, nhưng Nabi Saka thì đã đủ. Không được rồi, che chắn bóng khéo của Hoài Nhân. Và như vậy là trọng tài hậu đã thổi còi khép lại trận đấu. Trận đấu đã kết thúc. Đội Tiến Khoa đã chiến thắng với tỷ số sát nút. Sát nút là 4-3. Một trận đấu giao hữu rất hay của Tiến Khoa và Trần Nguyễn. Và chúng tôi xin khép lại buổi livestream này. Một trận đấu quá hay để chào mừng năm mới.